Trong một tuyên bố vừa đưa ra, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei khẳng định, giới chức nước này sẽ xác định cách thức thể hiện sức mạnh của Tehran sau các cuộc tấn công mạnh mẽ của Israel vào sáng ngày hôm qua. Theo Đại giáo chủ Ali Khamenei, không nên đánh giá quá thấp hay là phóng đại các cuộc tấn công của Israel. Lãnh tụ tối cao Iran cho rằng Israel đã sai lầm trong tính toán về Iran và phản ứng của Tehran, nên được xác định bởi các quan chức nước này dựa trên những gì có lợi nhất cho người dân và đất nước. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu của lực lượng vũ trang Iran đưa ra tuyên bố khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo có quyền đáp trả hợp pháp và chính đáng đối với cuộc tấn công của Israel. Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho hay, Tel Aviv đã đạt được mục tiêu trong đợt tập kích nhiều cơ sở quân sự Iran vào rạng sáng ngày 26 tháng 10, nhấn mạnh đợt tấn công đã gây tổn hại cho năng lực quốc phòng của Tehran, cũng như giảm khả năng sản xuất những loại tên lửa có thể tấn công Israel.